Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Vinfast Fadil 2019 tung ưu đãi mới đến hết ngày 31 tháng 8/2019. Theo thông tin mới nhất, kể từ nay đến hết ngày 31 tháng 8/2019, những khách hàng mua xe Vinfast Fadil sẽ nhận được gói quà tặng giá trị từ thương hiệu Việt. Vinfast Fadil đã chính thức đến tay khách hàng Việt vào ngày 17 tháng 6/2019 vừa qua. Theo thông tin đã đưa trước đó, lô hàng đầu tiên có 650 chiếc được giao. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên của thương hiệu Việt chính thức xuất hiện dưới dạng xe thương mại. Những mẫu xe khác vẫn còn cần thời gian để hoàn thiện. Sau khi ra mắt thị trường một thời gian, phần lớn đánh giá của khách hàng đối với Fadil đều cho thấy sự hài lòng. Dịch vụ hậu mãi cũng rất là tốt với các đại lý trải dài khắp cả nước. Theo thông tin mới nhất, Vinfast sẽ tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài từ nay đến hết 31 tháng 8/2019 dành cho khách hàng mua xe Vinfast Fadil cụ thể như sau: 1. Gói ưu đãi 15 triệu đồng bao gồm một năm bảo hiểm thân vỏ, giá trị 7 triệu. Gói dịch vụ bảo dưỡng thay dầu xe tương đương 3 năm hoặc 45.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, trị giá 8 triệu đồng. 2. Đối tượng và thời gian áp dụng, chỉ áp dụng cho xe pha đinh. Toàn bộ khách hàng đã nhận xe xuất hóa đơn trước thời điểm ngày 15 tháng 7, 2019. Toàn bộ khách hàng sẽ nhận xe xuất hóa đơn từ ngày 15 tháng 7, 2019 đến hết 31 tháng 8, 2019. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn 31 tháng 8, 2019. Đối với các khách hàng đã nhận xe trước thời điểm 15 tháng 7, 2019, nếu khách hàng đã tự mua bảo hiểm thì Vinfast sẽ tặng bảo hiểm cho năm thứ hai thay vì năm thứ nhất. Nếu khách hàng đã được tặng bảo dưỡng miễn phí thì Vinfast sẽ kiểm tra và tặng bổ sung để bảo đảm là khách hàng nhận đủ gói dịch vụ bảo dưỡng của chương trình này. Hiện tại có lẽ vẫn còn quá sớm để nói đến khả năng cạnh tranh của Vinfast Fadil như thế nào trong phân khúc với các đối thủ cũ như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Nguyên nhân bởi lượng đặt hàng trước đó của Fadil khá là lớn và lượng xe sản xuất hiện vẫn chưa đáp ứng xong. Ngoài ra đây cũng là mẫu xe mang thương hiệu Việt, được người Việt mong ngóng từ lâu nên cũng sẽ được người tiêu dùng trong nước rất là ủng hộ. Bên cạnh đó, Fadin cũng có một số điểm khiến khách hàng chưa thực sự hài lòng như giá sau trợ giá cao hàng đầu phân khúc. Chỉ số tiêu hao nhiên liệu cũng khá là lớn. Bù đắp vào đó đây cũng là mẫu xe sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn thuộc hàng top phân khúc hàng A. Sau đây sẽ là bảng giá chi tiết VinFast Fadin 2019 mới nhất. Giá xe VinFast Fadin 2019 – Thời gian hỗ trợ giá từ 20 tháng 11 đến 31 tháng 12 2018 là 336 triệu đồng. Sau khi đã có 10% VAT là 370 triệu. Áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2019 có sự khác biệt như sau, 358 triệu đồng và đã có thuế 10% VAT là 395 triệu đồng. Thời điểm ngừng hỗ trợ giá từ tháng 9 2019, giá của xe VinFast Fadin 2019 sẽ là 423 triệu đồng, sau khi đã có thuế là 465 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.